là máy sàng lọc xạ sau khi lúa được bỏ vào trong cuối nước, trà ra thành gạo lứt và từ gạo lứt chuyển qua cuối trắng, trà ra thành gạo trắng. Bây giờ từ gạo trắng chuyển qua cái máy lọc xạ để lọc những cái viên đá cạn ở trong gạo và những hạt cấm, những hạt bụi còn sót lại. Khi chúng ta dùng máy lọc xạ, chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ ghi cân máy để máy được đạt hiệu quả cao nhất. Hấm miệng, hấm xuống miệng. Đặt lên. Rồi, đưa đây. Dạ. Đưa. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.